các bạn. Vâng, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp tại cả nước và đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì công ty âm thanh đấy chúng tôi cũng không có ngoại lệ, rất là căng thẳng. Vâng, thì các bạn xem đấy, chốt kiểm dịch ngay trước công ty thì các công an chiến sĩ cũng đang rất là ngày đêm, dù nắng dù mưa cũng rất là thực hiện nghiêm chỉnh lập chốt kiểm soát người ra vào để hạn chế được cái tình trạng lây lan. Thì chúng tôi công ty DX thì trong cái thời gian mà thiết bị âm thanh của chúng tôi để kéo dài thì chúng tôi cũng có một cái lời khuyên cho những cái chủ quán karaoke kinh doanh hoặc là chủ dàn, thì trong thời gian mà thiết bị của mình mà để vài tháng không hoạt động thì có những cái trường hợp ví dụ như là mưa ẩm mốc chuột cắn thì các bạn phải chịu khó là vệ sinh cái sản phẩm của mình để tránh khỏi những cái tình trạng hư hỏng sau này khi sử dụng thì sẽ rất là gây đến lãng phí và các bạn sẽ phải mất chi phí sửa chữa rất là lớn đấy, chẳng hạn như cái dòng cục đẩy thì các bạn có thể là dòng cục đẩy như hai dàn cục đẩy của công ty chúng tôi đây, dàn cục đẩy 4 kênh mà AH9009, một dàn cục đẩy nguồn tăng phô và một dòng cục đẩy nguồn xung 4 kênh sao DX mà 2000, thì đây đều là những dàn cục đẩy công suất lớn chuyên nghiệp. Thì cũng công ty thiết bị chúng tôi là trưng bày ở showroom thì cũng 3 tháng dịch rồi thì cũng không có hoạt động, không làm nóng máy nên là rất dễ có những hiện tượng ví dụ như là nước vào hoặc là chuột cắn, thì định kỳ thì chúng tôi phải tháo ra để vệ sinh đấy, lau bụi các bạn nhé. Có thể các bạn phơi nắng hoặc thậm chí chỗ nào bụi quá thì các bạn có thể rửa từ nước vào rửa bình thường. Các bạn lưu ý khi rửa xong các bạn cứ phơi nắng bình thường, thậm chí các bạn rửa xà bông cũng không có ảnh hưởng gì, thì cho sản phẩm có thể là độ bền lâu hơn và hoạt động một cách trơn tru hơn sau này khi các bạn sử dụng lại. Thì đây là một cái mẹo nhỏ để giúp những cái bạn có những dàn âm thanh hoặc những cái chủ quán karaoke có thể bảo quản cái sản phẩm của mình được lâu bền. Vâng, thì cuối cùng xin chúc các bạn và mọi người trên toàn đất nước chúng ta vượt qua một cái đại dịch cực kỳ là nguy hiểm này.